brother took his dog for work yesterday. Anh tôi dẫn đã dẫn chó đi dạo ngày hôm qua. What is Nam's favorite toy? Món đồ chơi yêu thích của bạn Nam là gì? You tell me the way to the art room. Bạn có thể nói cho tôi biết đường đến phòng mỹ thuật không? This is a picture of me and my family. Đây là một bức hình của tôi và gia đình tôi. Sharks have sharp teeth and big jaws. Cá mập có hàm răng sắc nhọn và hàm to. Răng sắc nhọn và hàm to, jaw là cái hàm các bạn, hàm của con cá mập. Sharp bén sắc sắc bén The book shop is next to the post office. Cửa hàng sách thì ở kế bên bưu điện. The trip was very long. So the trip to the mountains was very long and boring. Chuyến đi đến vùng núi thì rất dài và chán. I am going to spend one month with my grandparents tôi sắp trải qua một tháng cùng với ông bà tôi dành thời gian một tháng ở với ông bà spend one month with grandparents i want some milk and ice cream after dinner tôi muốn một ít sữa và kem sau bữa ăn tối He doesn't need tomatoes, but she eats some potatoes. Quái không cần cà chua, nhưng quái cần một ít khoai tây. It was Saturday, my family had three time three time young rỗi. my family had three times so they decided to go to visit her grandparents in the countryside. Her grandparents didn't live far from my family, therefore they got there by motorbike. My enjoyed seeing the landscape on the way. She saw many green fields and rivers. Her grandparents were very. Happy. to see them her grandmother made a lot of food and drink they spent the whole day in the countryside and came back home in the evening đó là vào ngày thứ bảy gia đình của mai có thời gian rảnh vì vậy họ đã quyết định đi thăm ông bà ở vùng quê ông bà của cô ấy đã thì không sống cách xa gia đình của Mai, vì vậy họ đến đó bằng xe máy. Mai thích nhìn phong cảnh trên đường đi, cô ấy nhìn thấy những cánh đồng xanh và những dòng sông. Ông bà của cô ấy thì rất vui khi gặp khi gặp họ. Bà của cô ấy đã làm nhiều đồ ăn và thức uống. Họ trải qua cả ngày ở vùng quê và quay về nhà vào buổi tối. Ở trong bài đọc này thì các bạn thấy là tất cả đều dùng thì quá khứ đơn nhé. Cho nên là động từ đều được chia quá khứ đơn các bạn nhìn này. Lưu ý nhé. was, had, decided, didn't live, got, enjoyed, saw were made spent came back home. Đó, các bạn thấy tất cả động từ trong bài này đều chia quá khứ đơn. Chúng ta lưu ý cách dùng thì và ghi từ vựng cho đúng ở thì quá khứ đơn nhé. school bus music mountain library art, hide and seek what's ha's address it's 57 Kim Lien Street. What's Ha's address? It's 57 Kim Lien Street. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Cô gái sẽ đi cùng với gia đình ấy. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Yes. Where does Tom live? He lives in flat 101 on the 10th floor of Sun Square. Tom sống ở căn hộ 101 trên tầng số 11 của Sun Square. Sun Square là tên của cái tòa nhà chung cư đó các bạn. Vậy thì Tom sống ở căn hộ 101 trên tầng 11. Chúng ta nghe lại câu thông tin này đúng không nha? Where does Tom live? He lives in flat 101 on the 10th floor of Sun Square. À, căn hộ 101 là đúng rồi, nhưng mà tầng số 10 Tenth floor, không eleventh floor. Các bạn nghe lại. Where does Tom live? He lives in flat one hundred and one on the tenth floor of Sun Square. I always have a big breakfast before I go to school. Tôi không ăn sáng trước khi đi học. câu này đúng hay sai nào. I always have a big breakfast before I go to school. À, bạn nam nói này là bạn bạn nam này là luôn ăn sáng no trước khi đi học ha big breakfast là bữa sáng to bữa sáng to có nghĩa là ăn no đó các bạn nha always have big breakfast now listen again I always have a big breakfast before I go to school như vậy là cái câu này là sai đúng không nào Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. Bạn có thích chơi trò uh, chơi điện tử không Quân? Bạn Quân trả lời là Yes, I do. Trong khi cái câu này thì nói là Quân doesn't like playing computer games. Quân không thích chơi trò chơi điện tử trên máy tính. Như vậy là câu này sai đúng không các bạn? Nào, listen again. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. And I often talk with friends online. Often talk. Talk with friends online. Tôi thường nói chuyện với bạn ở trên mạng. Cái câu này là cậu bé thường nói chuyện với bạn ở trên mạng. Thì cái từ chat nó đồng nghĩa với từ talk. Các bạn nghe lại nha. And I often talk with friends online. Như vậy là câu này là đúng. Cậu bé thường nói chuyện với bạn trên mạng. Talk. Chat. Trò chuyện ha. Hi Tony. Where are you going so early in the morning? I'm going to the park. Go to the park. Đi đến công viên. Hi Tony. Where are you going so early in the morning? I'm going to the park. Tony đi đến công viên vào sáng sớm. Yes. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Countryside là vùng quê ha. Cô gái sẽ đi đến vùng quê vào cuối tuần này. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Tôi nghĩ tôi sẽ ở vùng quê. Như vậy câu này đúng ha. We had a great time, but at the end of the day I wanted to take a photo of my friends. I took my camera out of my bag and dropped it on the ground. It broke. Câu này nghĩa là cậu bé, uh, cậu ấy bị làm uh, gãy, làm hỏng chiếc xe đạp vào cuối ngày. Cuối ngày, the end of the day. Cuối cái ngày hôm đó. Vậy thì có đúng là cậu ta làm hư, làm hỏng chiếc xe đạp không nha? We had a great time, but at the end of the day... I wanted to take a photo of my friends. I took my camera out of my bag and dropped it on the ground. It broke. Listen again. We had a great time, but at the end of the day, I wanted to take a photo of my friends. I took my camera out of my bag and dropped it on the ground. It broke. Như vậy là câu này sai. Máy ảnh bị hỏng chứ không phải là xe đạp. On Saturday, I collected my bus ticket for the school trip. I walked to the town because it was a nice day. Nice day. Nice day có nghĩa là ngày đẹp trời ha, ngày đẹp trời. Như vậy thì cái câu này là The weather was nice on Saturday, thời tiết thì đẹp vào thứ bảy. là đúng hay sai, Chúng ta nghe lại nhé. On Saturday, I collected my bus ticket for the school trip. I walked to the town because it was a nice day. Yeah, như vậy The weather was nice on Saturday. Yes. Good job. You've made it to the top. Goodbye, see you.